Em là ai nhở? Em bé chất. Chiếc khăn piêu gì? Cô xì hồng. Bây giờ hai chú cháu xin gửi tới các cô chú và các cô gì? Cô nọ. Một đoạn trong bài hát Thanh Âm Miền Núi nhá. Mọi người cho hai chú cháu xin một tràng vỗ tay được không ạ? Inh là ơi. Inh là ơi. Inh là ơi. Sao nàng ơi. Tôi hạn khuông. Vơi nọng trời. Hai ta cùng lên sàn và hát giao duyên nọng ơi. Chiếc khăn piêu gu xì hồng. Để gió cuốn. Bay về đây. Mắt đăm chiêu. Tai ngang. Chỉ muốn nói. Bay ỉn ý nọng ơi. Để mọi người thấy sẽ giáp hay không ạ? Hát hay không ạ? Hôm qua chú vừa ra MV Hà Lôi thì sẽ đã thuộc bài Hà Lôi chưa? Rồi ạ. Bây giờ sẽ phải biểu diễn giống rapper thì tay rapper như nào? Ok lại nhá. Mọi người cho một tràng vỗ tay đúng không ạ? Tại vì thích em nhiều quá. Nhưng em lại nói là à Lôi. Tiêm. Cũng thích rồi. Lôi mới thua cùng với cha bạn nhưng mà thôi. Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn các cô chú đi. Con cảm ơn các cô chú.